Chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu mọi người chiếc tủ cắt lọc sét 3 pha 100A. Cái tủ này thì có gì đặc biệt? Cái tủ này thì nó khác với các cái tủ khác mà mọi người có thể xem so sánh, là khác luôn, khác thực tế, rất là khác, rất là nhiều luôn. Đây là ba cái đèn báo nguồn của tủ. Đây là hệ thống van thoát sét này, và đây là bộ lọc nhiễu. Bộ lọc này lọc 100A, bộ lọc nhiễu hay còn đây nó là chính là bộ lọc thông thấp luôn, lọc luôn cả bốn 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 đường nha, bốn nai nha. Mọi người nhìn đây này, lọc luôn cả bốn nai luôn này đó. Thì mọi người cứ thấy trên thị trường bán nó chỉ bán những cái bộ lọc mà nó dùng rồi nó chỉ có ba nai thôi, thì cái bộ này là bộ bốn nai. Đây mọi người có thể xem sơ đồ mô phỏng của họ đây đó, nó chỉ lọc cho 50 60 Hz đi qua thôi để sử dụng thôi, còn những cái tần số khác thì nó không cho đi qua mà nó xuống mát, xuống đấu đất đây, cái dây đấu đất đây. Và qua bộ lọc thì đến cái lọc sét, cái này cái lọc sét này mọi người nhìn để ý thì biết là nó là hàng đẳng cấp rồi, bởi vì tất cả các cái đầu vặn của nó đều được bọc. Đấy, cái đầu vặn đây đều đầu vặn ốc thì đều bọc hết để cho bụi không vào được. Đó, thì tính năng tác dụng thì cái này là cái tủ cắt lọc sét mà mình làm cho theo yêu cầu của một cậu cậu ấy đào Bitcoin. Và các cái bộ lọc này thì trên thị trường là gần như là mọi người rất là khó kiếm nhé, bởi vì bộ lọc này là bộ lọc bốn đường dây luôn, ba dây nửa và một dây trung tính đó, và nó là bộ lọc thông thấp, nó chỉ cho 50 60 Hz đi qua thôi. Thì do có cái dự án của ngân hàng mình nhập rất nhiều cái loại bộ lọc này về, tại vì cái ngân hàng này thì người ta yêu cầu phải lọc cả mát luôn, lọc tức là lọc cả cả dây trung tính luôn, bởi vì ngân hàng này người ta lắp rất nhiều server ở đó, cho nên là người ta yêu cầu cao để sợ hỏng cái hệ thống máy tính của họ. Thì mình nhập một lô rất là nhiều cái bộ lọc này về, mình nhập của nước ngoài về đó. Thì nếu mà thiết bị mà cho mà qua bộ lọc này lọc dùng rất là tuyệt vời rồi, mọi người không phải nghĩ luôn. Lọc và chống nhiễu thì thực ra thì tất cả các cái thiết bị chống sét ấy thì ở trên trên thiết bị nó đều có thời gian trễ để xả giữa hai đầu điện cực là 8 đến 20 micro giây, và nhiều người cứ nói thế này thế kia, thiết bị thế nọ thế chai, nhưng mà mình khẳng định cho mọi người là nếu như lắp đơn thuần chỉ một thiết bị mà không kết hợp thì thiết bị trong gia đình hoặc là thiết bị ở nơi lắp chống sét vẫn hỏng bình thường. Tại vì sao thế? Tại vì
thời gian 8 đến 20 micro giây ấy thì nó đi được khoảng gần 600 mét. Tại sao mình nói gần 600 mét? Để cái điện áp nó xả về trạng thái bình thường là nếu 20 micro giây thì tốc độ điện là xấp xỉ 300.000 km trên giây. Đó thì với 20 micro giây thì nó đi được khoảng gần 600 m. Thì 600 m thì đối với các cái thiết bị quanh đấy mà 600 m thì nó đi rất là dài, rất dài, rồi hơn nửa cây số rồi mọi người. Thế là thế thì cái xung xét nó có thể làm hỏng rất nhiều thiết bị rồi. Cho nhiều người vẫn gọi điện cho mình bảo anh sao thì em lắp cái SPD vào sao nó thiết bị ở những gia đình vẫn hỏng. Thì đó là lý do tại sao. Và cái bộ lọc này thì nó giảm thiểu tối đa cái xung xét đấy, bởi vì nó đã làm trễ pha, bộ lọc nó làm trễ 45 độ, nó trễ pha 45 độ. Thì để một thời gian trễ đấy 45 độ ấy thì nó đã xả hết cái xung xét, xung mát rồi. Cho nên là tại sao nhiều người cứ bảo mình cứ lắp các cái bộ lọc vào để làm gì, thì hôm nay mình cũng nói tiện thể mình nói luôn, bởi vì thực ra không phải ai cũng biết, mỗi người có một lĩnh vực khác nhau, mà điện thì nó kiến thức nó rất là rộng, vẫn là mênh mông. Nếu mà ai tìm hiểu sâu thì người ta mới biết được, chứ còn nếu mà sơ qua thì người ta cũng chưa hiểu đâu. Thì mình cũng có một cái người bạn thì cứ người ta cứ mua, người ta bảo người ta ngại không làm, không lắp tủ vào thì mất thời gian, người ta cứ lắp cho anh em bạn bè cứ mua nguyên cái SPD lắp vào, mà sét đánh vào thì thiết bị vẫn hỏng. Thì vấn đề lý do là tại vì cái thời gian tê trễ đấy nó có xử lý được đâu. Để thời gian mà xả điện áp hai đầu về về 0V, à về cái điện áp danh định ví dụ 220V đấy mà đang xung xét hàng chục nghìn vôn như thế, nó xả đấy thì phải mất 8 đến 20 micro giây, 8 2 đến 20 micro giây, tức là cực đại thì nó gần 600 m. 600 m thì đối với ngôi nhà thì nó đi khoảng với mấy vòng đường dây rồi. Đấy thì mình cũng nói sơ qua tại sao thì các cái thiết bị của mình luôn luôn có bộ lọc là như vậy. À, nhất là các thiết bị ba pha. Thì có một cái anh bạn, anh trước anh cũng làm bên viễn thông, thì anh vẫn làm chống xét trực tiếp cho người ta, thì anh vẫn đặt của mình. Thì anh cứ bảo ông ơi ông bỏ cho tôi cái bộ lọc đấy. Thế này bỏ bộ lọc thì nó trở thành không có giá trị. Thì mình cũng nhân tiện đây thì mình nói để mọi người hiểu nó ngắn gọn như vậy. Còn nếu mà ai muốn hiểu rõ thì cứ comment hoặc liên hệ trực tiếp điện thoại mình trả lời thắc mắc cho. Bởi vì các thiết bị của mình làm thì nó phải là chất lượng hiệu quả, chứ còn nếu mà làm để đối phó thì mình không bao giờ mình làm, bởi vì đây là cũng là cái đam mê của mình, mình dân 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 điện tử viễn thông, đam mê của mình làm thôi. Cũng có một số anh em thì cũng chúc mừng mình mà thôi cố gắng để làm để giảm thiểu cái thiệt hại cho mọi người, thứ nhất là tính mạng, bởi vì có một số người cũng chết vì sét lan truyền, thì khi mà dây dẫn nó đi cắm cái điện thoại nó sạc nó đùm phát để ngay đầu giường, thế là người chết đấy. Có cái sự việc báo chí cũng đưa lên ở trên 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 Hà Giang ấy. Cách đây cũng khoảng 2 tuần rồi. Đấy thì mình cũng nói sơ sơ như vậy thì mọi người vừa là cái giới thiệu cái thiết bị của mình đó, thì nếu mọi người có ý kiến hãy comment hoặc là liên hệ trực tiếp với mình sẽ giải thích.
Chào mọi người, chúc mọi người tìm được cho mình một cái hệ thống bảo vệ điện an toàn cho gia đình nhà mình. Hẹn gặp lại.